Kawasaki Ninja 10/2017 giá hơn 15.000 USD tại Ấn Độ. Shimoto Ninja 10/2017 nhận được một số thay đổi nhẹ. Giá bán tại Ấn Độ khoảng 15.443 USD, số lượng giới hạn 20 xe. Kawasaki Ninja 10/2017 được bán tại Ấn Độ thông qua một số chính sách đặc biệt, giúp giá thành xe rẻ hơn gần 4.000 USD so với bình thường. Hiện tại, giá bán của dòng xe này tương đương khoảng 15.443 USD. Phiên bản Ninja 10/2017 sở hữu thiết kế khí động học cao, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha đôi LED. Đèn định vị cũng dùng bóng LED. Ngoài ra, mẫu xe 1000cc này còn được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến. Người điều khiển chiếc xe có thể tự tin và yên tâm hơn với công nghệ Kawasaki Cornering Measurement. Kết hợp với công nghệ của Bosch, hệ thống chống bó cứng phanh ABS thông minh của Kawasaki. Ngoài ra, Shimoto này còn được trang bị công nghệ kiểm soát lực kéo, chống nhấc bánh. Ninja 10/2017 sử dụng động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1043cc, đi cùng hộp số 6 cấp, cho công suất 142 mã lực và moment xoắn cực đại là 111 nanomet, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong khoảng 3,3 giây và đạt vận tốc tối đa là 250 km/h. Động cơ này đáp ứng chuẩn khí thải Euro 4. Bên cạnh đó, Shimoto này còn được tinh chỉnh lại cần số, yên xe thiết kế dài và dày hơn. Dàn vỏ thay đổi nhẹ bảo vệ người lái tốt hơn ở khu vực đặt động cơ xe. Kính chắn gió mới cao hơn phiên bản cũ. Chiều cao yên xe giảm từ 820mm xuống còn 815mm nhờ thiết kế giảm sóc sau mới. Kích thước của xe với chiều dài là 2105mm, chiều rộng là 790mm và chiều cao là 1230mm. Trục cơ sở xe dài 1445mm, khoảng sáng gầm xe là 135mm. Trọng lượng của Ninja 10/2017 ở mức 230kg. Xe sử dụng giảm sóc Olin phía trước. Tại Ấn Độ, Kawasaki Ninja 10/2017 có màu sơn đen và xanh, số lượng giới hạn chỉ 20 xe. Đánh giá xe Yamaha IB125SB 2017 giá bán mới nhất. Phiên bản 2017 của Yamaha IB125SB sở hữu thiết kế xen kẽ giữa kiểu dáng cổ điển của thập niên 70 kết hợp với hiện đại. IB125SB 2017 là sự đơn giản truyền thống, là mẫu xe cổ điển cỡ nhỏ hướng tới nhóm khách hàng bắt đầu làm quen với xe tay côn, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đây là dòng xe thích hợp cho mục đích di chuyển hàng ngày. Yamaha IB125SB 2017 có giá bán hơn 40 triệu đồng bất ngờ về Việt Nam với hai phiên bản màu, trắng ngọc trai và đen. Đây là lô hàng nhập về nhằm thỏa mãn các tín đồ đam mê dòng xe classic cổ điển với mức giá cực kỳ hấp dẫn khi so với các đối thủ khác trong cùng phân khúc. Lô hàng hơn 10 chiếc Yamaha IB125 2017 giá IB125SB 2017 vào với mức hơn 40 triệu đồng, thật sự là lựa chọn lý tưởng cho các tín đồ đam mê dòng xe cổ điển này. Đánh giá xe Yamaha IB125SB 2017. Yamaha IB125SB 2017 được trang bị khối động cơ xi lanh đơn 125cc, giải nhiệt bằng gió. IB125SB 2017 vẫn giữ nguyên kiểu dáng truyền thống trong thiết kế, nhưng không kém phần thu hút, một phần đến từ sự nhỏ nhắn của chiếc xe, kích thước chiều dài 1990mm, rộng 745mm và cao là 1050mm. Yên xe cao 760mm với trọng lượng không tải là 117kg, bình xăng có dung tích là 10 lít. Ấn tượng nhất là các chi tiết mạ chrome sáng bóng như dè trắng bùn trước, sau, kính chiếu hậu, Oppo, khiến xe nhìn khá chất và lấp lánh dưới ánh nắng. Yamaha IB125SB 2017, phiên bản 2017, mới nhất sử dụng động cơ 4 thì, xi lanh đơn dung tích 124 phân khối, làm mát bằng không khí, cho công suất 9,52 mã lực tại vòng tua máy 7.800 vòng một phút và moment xoắn cực đại là 9,9 nanomet tại vòng tua máy 8.000 vòng một phút, hộp số 5 cấp.
thiết kế đầu đèn và xi nhan trước sau của Yamaha thiết kế dạng tròn, đặc trưng của dòng xe Classic. Đồng hồ đôi hiển thị thông tin dạng tròn, một bên thể hiện các thông số như tốc độ, ozô, và bên còn lại hiển thị vòng tua, với ở giữa là vạch báo xăng. Yên xe có thiết kế khá dày và êm ái, với thiết kế yên liền lạc mang lại tính đa dụng cho IP125ST vì có thể thoải mái chở thêm người ngồi sau. Kết hợp bộ khung giá đỡ rất tiện lợi để buộc hành lý ba lô khi rong ruổi trên các cung đường xa. Bộ giảm sốc trước của Yamaha IP125SB2017 đã được đánh giá cao tại thị trường nước ngoài. IP125SB2017 được trang bị bộ vành đúc 5 chấu đường kính 17 inch. Bánh trước được trang bị thắng đĩa, bánh sau sử dụng phanh tan chống thắng đùm. Yamaha IP125SB2017 với yếu tố như thiết kế cổ điển, yên xe thấp, trọng lượng nhẹ, động cơ 125cc, gọn nhẹ, tiết kiệm nhiên liệu, rất phù hợp cho các bạn đam mê dòng xe cổ điển và thích góp sông độ xe Cafe Racer, Popper, Chucker. Một phiên bản độ cực chất của Yamaha IP125SB2017 với bộ vành nan hoa, cặp lớp phong cách Cafe Racer, yên xe khớp sâm đẹp mắt. Cảm nhận về Yamaha IP125SB từ một vài biker Việt, xe không quá cao to nhưng không phải quá bé, vừa tầm cho người 1m6-1m7, nặng tầm 110kg nên rất dễ điều khiển trong thành phố. Vì xe xuất đi Nhật nên hệ thống thải khí của em nó rất lòng vòng, nhiều dây nhờ. Khi thay bô phải chú ý mấy cái này, hiện tại xe vẫn giữ nó, nhưng sẽ dần gỡ bỏ nó trong tương lai gần cho đỡ rối. Xe chạy êm ái và nhẹ nhàng, không có cảm giác gầm gừ hay bốc gì cả với bô zin. Sau khi thay bô xong, cảm giác xe có mạnh hơn, nhưng so với Razer 150 thì em nó hiền hơn nhiều. Mặc dù hiền lành như cảm giác chạy trong thành phố rất sướng. Vì còn trong thời gian roda nên em không sử dụng max speed, tuy nhiên có kéo thử lên 70km/h với số 3 thì nhận thấy đạt tốc độ khá nhanh, mất khoảng 4 giây thì đạt 70km/h. Yamaha IP125SB là một dòng xe tay côn nam phân khối nhỏ, được nhập về Việt Nam khá nhiều bởi các cửa hàng tư nhân Yamaha IP125SB với thiết kế cổ điển, yên xe thấp, trọng lượng nhẹ, động cơ 125cc, gọn nhẹ, tiết kiệm nhiên liệu, rất phù hợp với các bạn đam mê dòng xe cổ điển và thích custom độ xe Cafe Racer, Popper và Chucker. Xe tay ga kiểu dáng lạ Yamaha QBIX đầu tiên lăn bánh ở Việt Nam. Chiếc scooter Yamaha QBIX đăng ký biển số thành phố Hồ Chí Minh và thuộc sở hữu của một biker có sở thích sưu tập những chiếc xe độc. Sau màn ra mắt ở Thái Lan vào hồi đầu tháng 4 và triển lãm Việt Nam Motorcycle Show 2017 trong tháng 5, một chiếc Yamaha QBIX vừa được bắt gặp lăn bánh trên đường phố Sài Gòn. Do Yamaha Việt Nam chưa phân phối dòng xe này, nên chiếc xe Yamaha QBIX được nhập khẩu tư nhân từ Thái Lan. Mặc dù vậy, mức giá không được hé lộ. Yamaha QBIX sở hữu kiểu dáng thiết kế khá lạ mắt, với phần đầu xe dạng thanh dài hình chữ nhật, tay lái để trần. Sàn để chân khá rộng, ở giữa là nơi đặt vị trí nắp bình xăng, một số thông tin mẫu xe bằng tiếng Thái cũng được dán ở phía trên. Mẫu scooter sử dụng phanh đĩa với hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước, trong khi bánh sau là phanh tan chống, la găng đường kính 12 inch. Cốp để đồ phía trước cũng được trang bị cổng sạc điện thoại, nút mở bình xăng và yên xe đặt bên cạnh. Phần thân xe cũng có thiết kế khá vuông vức, bên cạnh cùng đèn hậu, dạng hình khối độc đáo, sử dụng bóng LED. Mặc dù vậy, xi nhan vẫn là bóng halogen. Trong khi đó, cốp chứa đồ dưới yên xe có dung tích 22,5 lít để vừa hai mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân khác. Mẫu xe tay ga của Yamaha được trang bị động cơ 4 thì 125cc, công nghệ Blue Core, làm mát bằng gió, công suất 9,5 mã lực tại 8.000 vòng một phút. Và mô men xoắn cực đại là 9,6 nanomet tại 5.500 vòng một phút. Tại Thái Lan, mẫu xe tay ga Yamaha QBIX có giá bán từ 1.531 USD cho đến 1.704 USD.